để đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển U23 thi đấu vòng loại World Cup cũng như là SEA Games 31. Như vậy là trận đấu tâm điểm vòng 5 giải vô địch quốc gia Night World V-League 2022 giữa Topland Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai đã được bắt đầu trên sân vận động Quy Nhơn. Ở trong hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị. Ông kia thì sắc rõ ràng đang phải đau đầu giải quyết bài toán nhân sự của Hoàng Anh Gia Lai. Jamie Lynch. Rồi, không vào, bắt con. Đã băng vào, dứt điểm vào lưới trống rất dễ dàng. Bàn thắng đến sau một tình huống tấn công biên của đội chủ nhà. Và bóng vào đá bồi dễ dàng vào lưới trống của Topland Bình Định. Bàn thắng đến là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà đội chủ nhà thể hiện từ đầu trận. Topland Bình Định chính là đội chơi tốt hơn, sử hữu nhiều bóng hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn. Và cuối cùng họ đã mở tỷ số với pha băng vào dứt điểm cận thành vào lưới trống của Văn Thành. Phạm Văn Thành cũng là một cầu thủ đa năng, có thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm, có thể chơi trung vệ ở nhiều vị trí khác. Một cầu thủ cũ của câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nay khoác áo Topland Bình Định. Hồng Duy rất nguy hiểm. Một pha băng cắt của Công Phượng nhưng bóng đã nằm gọn trong tay Vũ Tinh Quang. Jimmy Linh xử lý bóng rất tốt. Của đội trưởng Dương Thanh Hào và để mất bóng vào chân Văn Toàn. Sau đó thủ môn Vũ Tiên Quang đã buộc phải băng ra phạm lỗi với Văn Toàn. Trọng tài đã cầm trên tay tấm thẻ vàng thứ hai và thành một chiếc thẻ đỏ dành cho thủ môn Vũ Tiên Quang. Một sai lầm phải nói là rất đáng tiếc của đội trưởng Dương Thanh Hào. Đây có thể sẽ là bước ngoặt của trận đấu này. Topland Bình Định đang dẫn trước 1-0. Nhưng họ sẽ phải thi đấu thiếu người. Một bất lợi rất lớn với đội chủ nhà, cho dù họ đang dẫn trước và thi đấu trên sân nhà. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống khiến Vũ Tuyên Quang phải nhận thẻ đỏ. Không thể khác được. Người đáng trách đó là Dương Thanh Hào. Và Hà Đức Trinh là cầu thủ phải hy sinh để thế chỗ cho thủ môn Trần Đình Minh Hoàng. Topland Bình Định kể từ lúc này sẽ chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ. Văn Thanh không vào. Văn Thanh đã nhanh hơn thủ môn Minh Hoàng một nhịp và đã có được một cú chích mũi giày đưa bóng hướng về khung thành của Topland Bình Định. Nhưng các cầu thủ khác của Topland Bình Định đã kịp thời lùi về để bọc lót cho thủ môn Minh Hoàng và phá bóng ngay trước vành đôi cầu môn, đó chính là Đình Trọng. Một tình huống cứu thua không khác gì một pha ghi bàn của trung vệ mang áo số 21. Một chút nữa thôi là Văn Thành đã có bàn thắng gỡ hòa cho Hoàng Anh Gia Lai. Văn Thành lần thứ hai ngồi xuống sân trong vòng ít phút và lần này có thể là anh sẽ được cho ra nghỉ. Văn Thành vẫn đang là tác giả của bàn thắng duy nhất cho tới lúc này. Công Phượng sẽ phải thực hiện lại quả phạt góc. Công Phượng đánh đầu. Pha chạm bóng là của Mauricio, không phải đó là Washington Brandao. Một tình huống đánh đầu đập đất nhưng không có gì nguy hiểm với Minh Hoàng.
Tuấn Anh, Văn Thành, Hoàng Trung. Văn Toàn đã không kịp dứt điểm. Minh Vương, Minh Vương quá thất thế trong tình huống tranh chấp tay đôi với Rafael Sơn. Một cú dứt điểm từ rất xa, không vào. Chút nữa thì tiền đạo người Brazil Rafael Sơn đã tạo nên một siêu phẩm ở sân Quy Nhơn với một cú dứt điểm từ sân nhà. Dương Văn Lợi dâng lên quá cao và thực hiện một pha dứt điểm từ sân nhà vượt qua khả năng kiểm soát của Dương Văn Lợi, nhưng bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Washington Brandao, Văn Thành, Tuấn Anh, phạt góc cho Hoàng Anh Gia Lai. Vẫn là sự can thiệp của Đình Trọng. Đình Trọng vẫn luôn như vậy, lựa chọn thời điểm để can thiệp tình huống bóng là vô cùng chính xác. Người đã băng vào và thực hiện cú đánh đầu vừa rồi là Minh Vương. Họ cũng đang thực hiện để tiếp đồng với một tiền đạo ngoại nữa, thay thế cho Jefferson Baiano vừa bị thanh lý hợp đồng. Dứt điểm, rất nguy hiểm. Họ bay người cứu thua của Dương Văn Lợi. Cú dạt chân bất ngờ của Lý Công Hoàng Hành. Lý Công Hoàng Anh đang có một trận đấu rất hay. Nhưng không phải Lý Công Hoàng Anh mà là cú ra chân của Henrio. Các cầu thủ Anh Gia Lai đã không thể kèm được cầu thủ người Brazil ở tình huống này. Nguy hiểm. Nguyễn Tuấn Anh. Cơ lập công của Washington Brandao. Cuối cùng thì những sức ép của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã được chuyển hóa thành bàn thắng. Cầu thủ vào sân thay người Washington Brandao đã lên tiếng, đã tỏa sáng để mang về bàn gỡ hòa cho Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng đến ở phút thứ 87, những phút cuối của trận đấu này. Một pha dứt điểm khá dễ dàng của Washington Brandao sau tình huống đánh đầu làm tường của đồng đội. Hai pha đánh đầu liên tiếp và lưới của Topalang Bình Định đã rung lên. Lần này thì rõ ràng là đã có lỗi phòng ngự của đội chủ nhà. Ngay cả Đình Trọng cũng không theo được đường bóng này. Nhưng trước đó là lỗi kèm người của các đồng đội. Hoàng Gia Lai cuối cùng đã tận dụng được lợi thế hơn người, nhưng cũng không dễ dàng chút nào. Sau những phút thi đấu cực kỳ xuất sắc thì Minh Hoàng cuối cùng cũng phải vào lưới nhặt bóng. Văn Thành, cơ hội dứt điểm không vào. Rất tiếc cho Hoàng Anh Gia Lai. Cơ hội rất tốt để Thanh Nhân lập công khi anh đã có bóng ở một vị trí khá trống trải. Thanh Nhân là cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam và cũng là một trong những niềm hy vọng tương lai của bóng đá Việt Nam. Như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Trương Hồng Vũ đã vang lên trên sân Quy Nhơn trong trận đấu tâm điểm vòng 5 V-League. Topalang Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai đã chia điểm với kết quả hòa 1-1. Một trận đấu mà Topalang Bình Định đã chơi tiếp tốt hơn trong phần lớn thời gian của hiệp 1 trước khi phải thi đấu thiếu người với chiếc thẻ đỏ dành cho thủ môn Vũ Tuyên Quang. Họ đã có bàn thắng mở tỷ số và sau đó với lợi thế được thi đấu hơn người và sau rất nhiều nỗ lực ép sân, Hoàng Anh Gia Lai cuối cùng đã có được bàn thắng gỡ hòa với pha đánh đầu của cầu thủ vào sân thay người Washington Brandao.